Xin chào các bạn. Trước mắt các bạn là mẫu full face Yohe 978. Thì đây là bản giới hạn được Yohe Shop lên ý tưởng và thiết kế mẫu tem dành riêng cho Yohe Shop. Nên mẫu này chỉ có được bán tại Yohe Shop. Thì mình xin giới thiệu sơ lược về mẫu nón này. Các bạn thấy thì phần nón được vuốt góc cạnh dài ra phía sau, hay nhọn ra phía sau, nhìn rất là thể thao. Và phần phía trước cũng được làm nhọn để giảm được cản gió khi chúng ta di chuyển ở tốc độ nhanh. Thì mẫu này khi mà chúng ta chạy nhanh thì chỉ cần mập nhẹ xuống thì rất là phê. Và nón được thiết kế 4 khe thông gió phía trước, 2 khe phía dưới và 2 khe phía trên. Các bạn bật xuống dưới, đây bật xuống dưới thì khe thông gió sẽ được mở ra. Phía trên thì chúng ta bật ra phía sau. Phần kính được làm từ polycarbonate thì có độ bền và giúp chúng ta nhìn không có bị biến dạng và khó chịu khi chúng ta di chuyển ở đường dài. Đây, phần kính mình xin giới thiệu thêm. Phần kính được làm thêm một cái khóa tự động khi chúng ta bật mạnh xuống. Đây khi bật mạnh xuống thì nó sẽ tự động khóa lại và nó sẽ khít luôn cái phần ron này. Thì không có bị gió lọt vào cũng như cái tiếng rít gió là khó chịu. Một số dòng nón sẽ bị cái tình trạng là rít gió do cái phần này nó không làm không có được kín. Và mình xin giới thiệu các bạn cách tháo lắp kính rất là dễ dàng. Thì mẫu 978 được thiết kế cách tháo lắp kính rất là thông minh và dễ dàng. Đầu tiên các bạn muốn tháo kính thì các bạn đặt nón xuống mặt phẳng và bật hết kính lên phía trên. Và chúng ta kéo cái phần cò này, và chúng ta kéo xuống phía dưới. Và chúng ta đẩy cái phần kính về phía trước và dở lên. Đây, là cho bạn coi, đẩy về phía trước và dở lên. Rất là dễ dàng. Và tương tự, bên đây cũng vậy. Đây, đẩy xuống phía dưới, kéo về phía trước và dở lên. Mình xin hướng dẫn cách để lắp kính vào các bạn. Đây, chúng ta để ngay hai cái chốt, ngay hai cái lỗ tương ứng. Đây, cái lỗ lúc đầu chúng ta tháo ra và chúng ta đẩy lên trên ha, đẩy lên trên và kéo phần cò này xuống, phần cò phía dưới kéo xuống, đẩy kính này lên trên và kéo về phía trước, về vào rất là dễ dàng. Mình xin giới thiệu về nội thất bên trong. Thì đây là dòng nón phổ thông mà được thiết kế thêm cái phần che cầm. Đây là ít có dòng nào phổ thông nào mà được thiết kế thêm cái phần che cầm này. Thì phần này rất là quan trọng. Thì chúng ta di chuyển ở tốc độ cao thì gió nó sẽ luồn từ phía dưới lên. Thì cái phần này mới giúp cản gió lại không có cho gió luồn từ phía dưới lên. Quai được thiết kế bằng khóa sắt, khóa lẫy truyền thống chắc. Đây, khóa rất là dễ dàng thao tác. Và chúng ta thấy phần nội thất bên trong được thiết kế rất là dày. Đây các bạn thấy chưa? Thiết kế rất là dày và êm. Chúng ta đội vào thì cảm giác rất là êm và chắc chắn. Đây, phần nút lót rất là dày. Còn thiết kế rất là đẹp mắt. Mình xin hướng dẫn cách các bạn tháo cái lót này ra khi chúng ta đi thời gian dài, thì chúng ta cần phải tháo ra để vệ sinh. Đầu tiên các bạn tháo quai này ra và chúng ta có hai cái nút ở đây. Chúng ta lòn tay vào phía trong, hay lòn phía trong hai cái nút ra. Đây, và đây là nút và chúng ta kéo ra. Đây, bên đây cũng vậy. Đây, cái nắm đây mình kéo lên. Phía trước thì chúng ta nắm ở đây, chúng ta kéo ra luôn. Chúng ta kéo ở giữa trước, kéo ở giữa. Đây, chúng ta nhìn kỹ phần lớp bên trong. Lớp này là lớp ABS. Được làm rất là dày và có lỗ thông gió
không khí chúng ta lấy ở phía trước đó, thì gió nó sẽ lòn phía này và thoát ra phía sau, tạo cảm giác không thoáng dễ chịu. Đây các bạn thấy chưa, phần ABS bên trong rất là dày. Là mình xin hướng dẫn các bạn cách lắp vào. Cách lắp vào thì như cách chúng ta tháo ra và làm ngược lại. Chúng ta sẽ gắn cái phần lót giữa trước. Đây chúng ta sẽ gắn hai bên trước, cố định hai bên trước. Giờ chúng ta đẩy cái phần giữa vô, ấn xuống, nằm xuống, sẽ lọt vào. Bạn lưu ý thì khi chúng ta gắn thì cái phần lót này phải nằm phía dưới cái ron, không được nằm trên nha, khi nằm trên thì sai. Ấn mạnh xuống nó lọt vào phía dưới cái ron. Và tiếp đến là phía sau, chúng ta sẽ gắn hai đầu cố định trước và tiếp đến ấn ở phía giữa mạnh xuống, nó lọt xuống nằm phía dưới cái ron là đúng. Tiếp đến là chúng ta sẽ gắn ở hai bên má. Chúng ta nhớ lòn cái dây vô cái lỗ này nha, lòn cái quai vô cái lỗ này. Chúng ta gắn hai đầu cố định trước. Đây, hai đầu cố định. Chúng ta gắn ở cái khe này, cái khe tiếp giáp giữa cái lớp shop này với lại cái vỏ bên ngoài như các bạn. Có cái khe này. Bạn lưu ý gắn hai đầu trước nha, gắn hai đầu trước. Để hai đầu trước mà chúng ta để ở chính giữa như sau. Khi chúng ta gắn nón thì chúng ta nên kiếm một cái vật gì đó để cố định cái phần nón lại, không cho nón nó xê dịch, nó dễ làm chạy cái lớp sơn. Khi chúng ta gắn vào xong, chúng ta sẽ gắn hai cái nút này. Theo mình sẽ gắn cái lớp bên đây. Đây cũng như cái má lót bên đây. Nó lòn dây qua cái lỗ này. Rồi chúng ta gắn hai đầu cố định trước. Rất là dễ dàng. Chúng ta đè mạnh okay. Nó là lọt vô phía dưới cái ron hết rồi, chúng ta chỉ cần ấn cái nút lại là xong. Ok, thì cái phần chắn gió này, phần chắn gió ở chỗ đây thì chúng ta có thể tháo rời ra được các bạn, chỉ cần nắm kéo ra thôi, kéo ra rất là dễ dàng. Ok, vậy là xong. Thì các bạn lưu ý, đây là mẫu giới hạn được Yohe Shop làm riêng cho Yohe Shop. Thì mẫu này đang được bán với giá là 1.3 triệu cho bản giới hạn, còn giá 1.2 triệu cho những cái tem thông thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.